cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Kính chào.
chào đại chúng. Mời cùng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca đại chúng. Hôm nay là giờ học nguồn thiền. Khi học thiền, nếu là người tu thiền á, chúng ta sẽ có cơ hội để hiểu rõ hơn những cái lời, những lời và những cách khai thị của chư vị tổ sư. Và chúng ta cũng sẽ hiểu cái tinh thần chỉ dạy của chư tổ chuyên về dụng công, sẽ chỉ cho mình hai cách căn bản. Một cách là loại ra và một cách gọi là thu vào. Khi mà học được điều đó, chúng tôi rất là hoan hỷ. Hiểu được rồi thì chúng ta không còn nghi ngờ khi tu. Giờ này quý vị chưa học, nhưng mà chúng tôi đặt câu hỏi thông minh. Giả sử mình rất là dễ, gọi là nhạy cảm, xúc cảnh chúng ta rất dễ khởi tâm. Có khi cái người mà nặng về tham ái á, sẽ thích, sẽ sưu tầm cái ái để dính mắc. Nhưng người nặng về sân si, phiền não thì sẽ nặng về chọn những cái mà mình khó chịu, bực bội. Trong trường hợp đó, chúng ta sẽ tu pháp thu vào hay loại ra? Thu vào hay loại ra? Nói một cách bình thường thôi. Nếu là bình thường thôi, mình dễ sân si, mình dễ phiền não, thì mình loại cái đó ra hay là mình thu vào? Loại ra. Đương nhiên là loại ra. Đó. Nhưng mà khi loại ra hết rồi thì sao? Mình nhận được cái gì còn lại để mình thu vào. Đó. Và nếu mình tu giỏi thì ngay cái tham ái sân si đó, chúng ta cũng chắc lọc ra được cái tinh túy. Nếu không có tâm, mình không thể có được cái lựa chọn. Nhưng rất tiếc, cái lựa chọn của mình nó lại nghiêng về cái dụng nhiễm. Đó, thì nói sơ sơ để khi nào đến đó quý vị sẽ lưu ý và lợi ích khi chúng ta học, có niềm tin và mình tu. Giờ này là câu hỏi số mấy? Câu hỏi thứ 9 thì phải. Chúng tôi hỏi là vì thường chúng tôi phải soạn bài trước, thành ra nó cũng hơi bối rối, không biết bắt đầu ở đâu. Có lẽ là câu hỏi thứ 9. Một câu hỏi liên quan tới sự khác biệt giữa thiền của hàng Thanh Văn và thiền của Đại Thừa. Biết tâm không trụ tức là tu hành. Đã nói qua câu chuyện cái thần thông diệu dụng của Hòa Thượng ở Phú Yên. Đã kể xong câu chuyện đó. Tuy phía ngoài, bề ngoài thì Hòa Thượng không có tỏ vẻ uyên bác của văn tự. Thầy
Hòa Thượng có thể phải nhờ thị giả thường coi như là ủng hộ, nhắc nhở. Bạch Hòa Thượng tới giờ tắm, Ngài hỏi tắm hả? Rồi Ngài gật đầu đi tắm. Nhìn có vẻ giống như hơi già rồi, chắc không lanh lợi nữa. Rồi đến bữa cơm, thị giả thưa Bạch Hòa Thượng dùng cơm, thì Ngài gật đầu đi dùng cơm. Ngài không có những cái uyên bác để lộ ra một cái gì đó rất đặc sắc của người tu. Nhưng đến khi mà đi chứng minh cái ngày lễ vô hạ thì chư Tăng rất là đông, câu chuyện đã kể rồi và kết thúc ở chỗ đó. Và khi mà lễ xong, Ngài chứng minh để kiết giới, tức là trong nghi thức của Tăng Ni có chuyện kiết giới, cái phạm vi nào là phạm vi hợp pháp để an cư, thì Ngài có chỉ dạy cho chư Tăng hãy đắp quanh, đắp một cái đê cao lên chừng 5 tấc, kẻo ngập nước. Thì ở miền Trung mùa hè có mưa lũ không? Không, phải qua mùa thu. Cho nên nghe như vậy thì các thầy có vẻ không tin, vì thấy Hòa Thượng thường ngày nó ngày không có thể hiện cái lanh lẹ. Nhưng mà nể, cho nên chư Tăng cũng dạ. Nhưng may mắn là dạ mà y giáo phụng hành, chứ sẽ có những cái dạ mà không làm. Quý vị hiểu không? Hạng người của chúng ta là như vậy. Còn có người lanh lẹ hơn thì không giống ý mình là cãi luôn. Nhưng ở đây chư Tăng không cãi này, dạ. Nhưng mà dạ mà làm hay không làm? Làm. Cho nên sau đó thì nửa tháng thôi là có mưa lũ, và nước dâng cao 4 tấc. Là một cái dự đoán nha, một cái thần thông của Hòa Thượng nha. Mà trong khi Hòa Thượng dạy đắp đê cao bao nhiêu? 5 tấc. Mưa lũ là một cái đặc biệt, mà dâng cao 5 tấc, dâng cao 4 tấc, Ngài dạy đắp đê 5 tấc. Đó, thì thưa đại chúng, tóm lại ở đây Hòa Thượng dạy chúng ta, chúng ta hằng ngày khôn quá đi, biết đủ thứ ngồi lại thì nhớ đông nhớ tây. Cho nên muốn biết cái cần biết thì biết được không? Không, không biết được. Đó, cái cần biết thì không biết, mà những cái mà mình nói nó thuộc loại là tạp niệm, tạp thoại. Cho nên coi như biết nhiều mà thật ra không biết. Đó, còn Ngài Hòa Thượng coi như không biết mà biết. Đó là điều đặc biệt của nhà thiền, của nhà Phật. Đó, buổi học vừa qua chúng ta đang được nhắc nhở chỗ đó. Cho nên khi vào đạo tràng, cái tinh thần cầu pháp của chúng ta là nên y giáo phụng hành. Vì người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cho chúng ta tiến tu chính là người có trách nhiệm, Thầy Hòa Thượng. Và nếu chúng ta y giáo phụng hành, chúng ta sẽ được trưởng thành, trí tuệ, phước đức, định lực tăng trưởng. Coi như trí, tuệ, định và tuệ cộng thêm là phước sẽ tăng trưởng. Đó, hôm nay chúng ta sẽ nghe Hòa Thượng chủ trương dạy chúng tại thiền viện như thế nào, qua câu chuyện của Hòa Thượng ở Phú Yên khi chứng minh lễ an cư. Ở đây tôi thường tuyên bố với chư Tăng Ni, chủ trương của tôi là ngu dân. Nghe chữ ngu dân mình sợ không? Có khi mình định tiến vào thiền tông rồi, nghe chữ ngu dân có khi mình dội ra. Quý vị có sợ không? Vì bao nhiêu kiến thức tôi bảo gạt đuổi ra ngoài hết, đừng nhớ, đừng tưởng, thì đó chính là ngu rồi chứ gì. Hòa Thượng dạy gạt
những cái kiến thức thế gian đi, đuổi nó, đừng có nhớ, đừng có tưởng tới nó. Đó, bước một nha. Nhưng qua cái ngu đó, tức là chúng ta sẽ nuôi dưỡng, làm chủ, không để những cái nhớ, nghĩ, nhớ, tưởng chi phối, thì chúng ta mới vĩnh viễn hết ngu. Vì lúc đó tâm chúng ta sẽ sáng. Sáng không phải của kiến thức vay mượn ở thế gian, mà sáng của trí tuệ vô sư trí. À, còn nếu chúng ta cứ theo cái khuôn vặt đó thì chúng ta sẽ ngu suốt kiếp. Vì vậy nên ở đây nói rằng khi mà tâm không trụ, không trụ cái gì? Khi chúng ta nói không trụ phải biết không trụ cái gì? Không trụ nơi các pháp. Nhiều khi mình biết chữ không trụ, mình học được chữ không trụ, nhưng mình không có hành trì. Mình thuộc lòng tới đó mà người ta hỏi ngược không trụ cái gì? Không biết. Không trụ là không dính mắc. Không trụ, không dính mắc nơi các pháp, tức là không nhiễm. Nếu không trụ sẽ không nhiễm, và không nhiễm sẽ không dính mắc. Đó, không trụ sẽ không nhiễm và không dính mắc. Cũng như người có mắt, thì cái đó, lúc đó chúng ta như người có mắt mà thêm ánh sáng, sẽ thấy rõ hết mọi vật, không có nghi ngờ. Do đó nên Ngài xác định Ngài là ai? Ngài là Tổ Khuê Phong Tông Mật. Xác định rằng thế thì đâu thể đồng môn đồ của định tánh. Đã không có chỗ trụ trước thì đâu luận xứ sở. Đó, vậy thì chỗ này Hòa Thượng giải thích ý này là đáp lại câu hỏi: nếu tâm an nhất định thì đồng với định tánh thanh văn. À, nhưng mà ở đây Hòa Thượng giải thích rằng tâm an này có nghĩa là không trụ, không nhiễm với các pháp. Thì cái tâm an này không thể đồng với định tánh thanh văn. Vì nó không trụ trước, cho nên nó không luận xứ sở. Giải thích cho chúng ta biết cái thiền của thiền tông khác với thiền của hàng thanh văn. Và vì thiền là pháp môn chính của chúng ta, cho nên Hòa Thượng sẽ giải thích kỹ chỗ này. Sự sai biệt giữa định, thiền có nghĩa là định, của thiền tông và định của thanh văn khác nhau cái gì? Mà trước khi qua định của thanh văn thì chúng ta nhớ hàng thanh văn có những loại định nào? Chỗ này tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu sự sai biệt giữa định của thiền tông và định của thanh văn. Ở đây chúng ta lặp lại câu hỏi: định của thanh văn là những loại định nào? Trước nhất, như chúng ta vẫn biết, có tứ thiền bát định, và thiền đó chung cho ngoại đạo. Ngoại đạo chỉ không có một loại thiền định, mà chỉ có Phật có, chính là cái chỗ mà lậu tận. Lậu tận là dứt hết phiền não, thì ngoại đạo không bao giờ có, chỉ có hàng đệ tử của Phật mới có. Và khi nói định của thanh văn thì chúng ta cũng nhớ tiếp gọi là ngũ định tâm quán, tức là năm loại quán chiếu để đưa đến định, gồm có quán về sổ tức, tức là hơi thở. Quý vị đề cái tựa đó đi, đó là những cái danh từ chuyên môn mình sẽ quên. Ngũ định tức là năm pháp tu dừng tâm. Ngũ là năm, định là dừng, năm cái quán tưởng để dừng cái tâm loạn động, tâm dính mắc nhiễm ô. Thứ nhất là sổ tức, thứ hai là quán vô thường, thứ ba là quán bất tịnh,
Thứ tư là quán nhân duyên, nhân duyên. Và thứ năm là quán từ bi, quán từ bi. Đó, thì đó là những cái quán chiếu của hàng thanh văn. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy định của hàng thanh văn đặc điểm như thế nào. Các vị thanh văn khi tu tới diệt tần định hay diệt thọ tưởng định thì chứng quả A-la-hán. Đây là một kiến thức cần nhớ. Để chứng quả A-la-hán thì các vị thanh văn tu theo giáo lý nguyên thủy sẽ tu tới diệt tận định. Diệt là diệt trừ, tận là hết. Diệt trừ hết để vào định. Hay một cái tên khác là diệt thọ tưởng định. Diệt tận này chính là diệt hết cái gì? Diệt hết cảm thọ, diệt hết tưởng, vọng tưởng, tư tưởng, vân vân, để vào định. Thì lúc đó sẽ chứng quả A-la-hán. Đó là một điều để chúng ta nhớ. Và tiếp theo, đây là trạng thái của định, diệt thọ tưởng định của hàng thanh văn. Trong kinh A Hàm có kể một câu chuyện. Một hôm có vị tỳ kheo đi khất thực về, thọ thực xong, ngài vào rừng ngồi nhập định. Khi ấy có mấy người tiều phu đi ngang qua, thấy ngài ngồi bất động, đến giờ lỗ mũi ngài thấy không còn thở nữa. Đây là ai? Là người đang đến để gần gũi với vị tỳ kheo đang ngồi nhập định ở trong rừng. Những vị tiều phu. Và những vị tiều phu này có phải là những hành giả tu thiền không? Đó, cái quan trọng là cái đó đó. Không phải là người rành về thiền mà đến để mà quán sát về trạng thái của một hành giả thì sẽ lầm. Cho nên khi thấy ngài ngồi bất động, đến giờ lũ mũi ngài thấy không còn thở nữa thì sao? Họ cho là ngài đã chết. Đó, nguy hiểm vậy đó. Nguy hiểm ha. Và hằng ngày ở trong chúng cũng từng có những bác sĩ khám nghiệm kiểu này á. Tu thì không giỏi mà hay đưa ra kết luận. Và cũng may mắn là cũng có những hành giả cũng rất là dễ nghe lời theo. Cho rằng ngài tức là cái vị tỳ kheo đang ngồi nhập định mà bất động, rờ mũi thì không thấy thở nữa, thì cho là ngài chết. Và tiếp theo mới động lòng thương, bèn đi kiếm củi dồn lại và đốt lửa lên thiêu. Thiêu ai? Thiêu cái vị tỳ kheo đang nhập định đó. Rồi họ lại tiếp tục đi kiếm củi. Để làm gì? Để mưu sinh. Tội nghiệp vậy đó. Đi giữa đường thấy cái đó giống như Phật sự phải làm, súng nhau kiếm củi dồn lại, phải hợp tác cho nó nhanh, một cách nghĩa là vô ngã ha. Mà vì thương cái vị thịt heo này, đốt lửa lên thiêu rồi tiếp tục đi kiếm củi để lo cho cuộc sống. Hôm sau họ gặp vị tỳ kheo ấy đi khất thực. Gặp ai? Gặp chính cái vị tỳ kheo mà hôm qua ngồi bất động đó. Mà làm sao biết đó là vị tỳ kheo hôm qua? Thấy y ngài mặt cháy khá nhiều, chỉ còn cái viền là không cháy. Viền tại sao không cháy? Tại cái viền y có nhiều lớp. Củi đốt cái lửa nó cũng không đủ mạnh, cho nên những cái chỗ nào mà một lớp thì nó cháy. Gặp như vậy thì sao? Họ lấy làm lạ, hỏi ra mới biết lúc đó ngài đang nhập diệt tận định
Đó, nhớ nha, hỏi ra mới biết. Và lúc này là những vị tỳ kheo, vị tỳ kheo này mới đổ cho cái nhóm tỳ phu đó biết thêm về cuộc sống của một vị xuất gia hành thiền. Nhập diệt tận định thì không còn hơi thở, chỉ còn hơi ấm trong người thôi. Đó, dạy cho mấy vị tỳ phu mà giúp mình thiêu cái thân xác ngày hôm qua. Hiểu thêm là khi mà một vị hành giả nhập diệt tận định sẽ không còn hơi thở, mà còn cái gì? Còn hơi ấm ở trong người. Lúc đó thân thể như đá, như cây, ai làm gì cũng không hay biết. Nhưng chừng hành giả chừng nào muốn xả thì xả, chừng nào muốn xả thì xả. À, tuy là không hay, không biết, ai làm gì cũng vậy, mà vì lúc đó là đang nhập diệt tận định. À, nhưng mà chừng nào muốn xả thì xả. Nhập diệt tận định có khi cả mấy chục năm hoặc mấy trăm năm. Đó, thì nếu như thế thì chúng ta thấy cái công phu của những vị tu như thế có đáng để phục không? Cũng rất đáng để phục, nhưng dĩ nhiên giá trị có giới hạn. Chỉ là định tâm thôi. Và nếu mà gọi là để sanh về cảnh giới nào thì có khi cũng vào những tầng thiền của ba cõi thôi, chứ chưa ra khỏi ba cõi, chưa giải thoát. Đó, đặc tính là như vậy. Cho nên có một lần quý vị đi cũng tỳ phu, vì quý ngài hay vào rừng vắng để nhập diệt tận định để tu thiền, thì khi mà cưa một cái gốc cây ton thì thấy ở trong đó có vẻ dáng của một người đang ngồi thiền ở trong đó. Thì những người tiều phu này cũng nghe có thể những câu chuyện như thế này mới sợ, nó coi chừng có người ở trong đó. Thì lúc đó một người mới biết rằng cái pháp khí của người tu là cái linh, mượn cho được cái linh đến lắc thì nghe cái tiếng pháp khí, vị nhập định xả định. Và khi hỏi lại, râu tóc đã dài quấn ở trong cái cây cổ thụ đó, và nhập định đã mấy trăm năm. Cho nên muốn nói rằng chúng ta giống như đi ghi danh học vậy đó, hay là lên một chuyến xe bus vậy đó, chúng ta phải biết xe đi về đâu. Nhất là đi máy bay, leo lên phải biết máy bay bến đổ là đâu. Chúng ta không nghĩ rằng làm sao có chuyện đi máy bay mà lạc, nhưng mà vừa qua cũng có đó. Có một người lạc cổng rồi làm sao mà vô được luôn máy bay ngồi. Muốn đi nơi nó đi ngã, mà cách nhau một nước chứ không phải là một thành phố. Đó. Vậy thì hôm nay mà chúng ta tu mà lộn thì nó cách nhau bao lâu? Không có tính bằng thời gian, không tính được bằng nơi chốn, mà nó liên quan tới chuyện luân hồi sanh tử. Cũng trong kinh A Hàm có câu chuyện. Tối hôm đó, ngài Xá Lợi Phất mới cạo tóc, ngài ngồi thiền trên tảng đá lớn. Đối diện với ngài là một kiền liên. Và khi ngài Xá Lợi Phất đang nhập định, ngài Mục Kiền Liên thấy có một con quỷ ở xa đi lại. Nó lấy tay đấm vô đầu của ngài Xá Lợi Phất một cái. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy mới kêu: "Sư huynh, nãy giờ thấy trên đầu có sao không?" Ngài Xá Lợi Phất xả thiền đáp: "Nghe trên đầu hơi ê ê." Ngài Mục Kiền Liên nói: "Cái sức đấm của con quỷ ấy rất nặng, nó đấm quả núi này cũng nát nữa, mà sư huynh chỉ thấy trên đầu hơi ê ê. Như vậy là sức định của sư huynh cao lắm." Đó là câu chuyện thứ hai liên quan đến vấn đề thiền định
cái năng lực của người nhập định. Và Đức Phật khi nghe câu chuyện này cũng kể lại một câu chuyện như sau. Một hôm vào mùa hạ, Ngài tọa thiền trong lều của những người làm ruộng. Khi ấy có một cơn mưa giông rất lớn, sét đánh chết người và trâu. Ngài không hay gì hết. Khi xả thiền, thấy người ta xôn xao kéo trâu ra mổ. Mổ là gì? Mổ là giết. Tại vì con trâu này khi sống thì nó đem cái sức khỏe của nó để nó giúp cho con người cày cấy và làm những việc nặng nề như lôi kéo những cái gì nặng. Khi ở trên ruộng thì gọi là bừa đó, cày bừa. Cày là kéo nha, bừa là kéo ở trên cái mặt phẳng cho nó thẳng trước khi gieo mạ xuống, gieo giống xuống. Thì nhưng khi nó chết thì vì là nước nông nghiệp cũng lúc đó cũng nghèo, chưa phát triển, thì hầu như đó cũng là một loại thức ăn. Cho nên những người chung quanh đó kéo những con trâu đã chết đó, đem đi mổ thịt để mà làm thức ăn. Ngài mới hỏi lý do, họ trả lời: lúc nãy mưa to, sét đánh chết người, chết trâu. Khi ấy Ngài ngồi ở đâu? Đức Phật trả lời: Như Lai ngồi trong lều cỏ này. Ngài ngủ hay thức? Như Lai không ngủ. Không ngủ sao Ngài không nghe? Thì ra lúc đó Phật đang nhập định. Qua ba câu chuyện trên cho chúng ta biết, khi nhập diệt tần định là quên hết mọi chuyện. Và dĩ nhiên đây là những chuyện bên ngoài, những chuyện đang xảy ra bên ngoài. Và giờ này, sau khi đã nghe giới thiệu trạng thái nhập diệt tận định của hàng nhị thừa, chúng ta nghe trình bày thiền định của Thiền Tông như thế nào, khác với hàng thanh văn thế nào. Nhưng ngược lại, Thiền Tông chủ trương định trong bốn oai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm. Đây là đặc tính thứ nhất mà chúng ta cần biết. Lúc nào cũng là định, đi cũng là định, cho nên cái bước chân của chúng ta có sự tỉnh thức ở đó. Đứng cũng vậy, rồi nằm, rồi ngồi cũng là định. Gặp việc thì nói, không có việc thì nín. Chứ không phải gặp việc thì im, không chịu nói. Nhưng mà lúc không có việc gì thì nín hoài buồn, nói lia lịa thì cũng không được. Cho nên gặp việc thì nói. Chứ không phải thiền là nín, nhưng mà không gặp việc thì cũng không phải nói là phải nói, mà không có việc thì nín. Nhưng đặc tính là an nhiên, tự tại. Đó là đại định, định của Đại Thừa. Cho nên các Bồ Tát luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh, mà các Ngài cũng ở trong chánh định. Chúng ta nếu mấy huynh đệ có duyên nghe được Kinh Lăng Già thì chúng ta sẽ thấy Phật thuyết pháp khi Ngài ở trong chánh định, và các hàng Bồ Tát thính pháp cũng ở trong chánh định mà nghe pháp. Thì hôm nay cũng vậy, chúng ta làm sao đi đứng nằm ngồi để quân tu thiền định của Thiền Tông? Chúng ta phải ở trong định, phải ở trong định. Với người tu tập định này, khi ngồi thiền không biết gì hết của diệt tận định thanh văn đó. Vậy khi ngồi thiền chúng ta nên nhớ cái đặc tính này, vì sẽ có những vị khi ngồi thiền vì không nắm được cái đặc tính thứ hai, ngồi thiền không cần, không biết gì hết.
không biết gì hết, không cần điều này, mà chỉ cần không theo vọng tưởng. Không theo vọng tưởng là biết tất cả. Không theo vọng tưởng là biết tất cả. Vọng tưởng dấy lên biết, vọng tưởng lặng xuống cũng biết. Và khi chúng ta tu với cái biết như thế, từ từ vọng tưởng sẽ hết. Nó chỉ có thể gạt mình nếu mình không biết. Nhưng vừa khởi mình biết nó là vọng, mình không theo. Và khi vọng tưởng đã lặng, mình biết không? Giờ này không có vọng, biết không? Biết. Rõ ràng thường biết như thế thì dần dần vọng tưởng sẽ hết. Vì sở dĩ vọng tưởng mà sanh khởi từ đâu? Đó, thưa đại chúng, xin ôn bài để chúng ta thấy những cái bài học nó làm sáng tỏ cái hiểu biết trong việc tu hành. Tại sao một người này vọng sẽ khởi liên tục, người này ít khởi vọng? Từ đâu khác biệt? Từ sự dụng công. Lúc nào? Không những hiện tại mà cái công phu đã có, nó còn chứa ở trong tàng thức A La Gia, thức thứ 8. Mình đã từng dụng công, hôm nay tiếp tục dụng công thì cái gọi là định lực của mình nó sẽ mạnh. Còn nếu giờ này chúng ta mới bắt đầu và còn hời hợt không nỗ lực nữa thì nó rất yếu ớt. Vọng tới là đi theo, có khi đi theo hết thời thiền rồi mới thực tỉnh thì đã hết cái giờ dụng công. Đó, cho nên thưa đại chúng nên nhớ giờ thiền rất là quan trọng để chúng ta thấy kịp vọng tưởng. Vì khi sinh hoạt nhiều khi vọng khởi nhưng mà mình cũng ham vui, rồi mình còn nói qua nói lại nữa, thành ra nó cũng, cái sức định nó cũng yếu. Nên trân trọng giờ thiền để cái định lực chúng ta được tăng trưởng, được kiên cố. Mà tới đây chúng ta hiểu khi vọng tưởng hết là trạng thái gì? Vọng tưởng hết chính là lúc tâm nhất như. Nhất như có nghĩa là tâm như như bất động. Đó, mà cái này không phải do kềm. Không kềm, một cách hồn nhiên tâm sẽ nhất như khi vọng tưởng hết. Rồi thì lúc đó đi nhổ cỏ, hái rau, bẻ củi, trong tất cả trường hợp gì cũng ở trong định cả. Đó, cái sự lao động của lấy ở trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, cái chỗ mà trình kiến giải của Phó Đại sĩ sẽ nói chỗ này. Nhổ cỏ nè, hái rau nè. Tại sao gọi là bẻ củi? Vì thật ra tại thiền viện vào cái lúc ban sơ đó, các thứ đều khó khăn. Củi phải đi tìm những cái cành khô bẻ, chứ không phải là những cái cây lớn để gọi là chẻ củi. Không có cái cây lớn mà phải bẻ từ cành để làm nguyên liệu gọi là chất đốt. Rồi trong tất cả trường hợp làm gì cũng ở trong định cả. Cho đến cuốc, ruộng, trồng nhổ cỏ, tất cả đều ở trong đại định. Người tu theo thiền tông, nếu ngồi thiền mà quên hết chuyện bên ngoài sẽ được khen phải không? Sẽ bị ăn gậy. Như ở Nhật, người ngồi thiền mà đến giờ đánh kẽn xả thiền, khi tất cả mọi người đều xả thiền, nếu vị nào mà quên xả thì sao? Giám thiền sẽ lôi ra đánh đòn. Tại sao ráng ngồi thiền thêm mà đánh đòn? Tại sao? Vì thiền của Đại Thừa chủ trương sống trong thực tại. Nếu quên thực tại, chìm trong cái không tịch, tức là thích cái trạng thái này,
cái trạng thái không tịch, lặng lẽ, không có dụng, thích. Vậy thì người này có tỉnh sáng chưa? Chưa, vẫn chưa hiểu trọn vẹn. Cái chân tâm, cái thể không tịch, nhưng mà qua cái dụng thì không thể nghĩ bàn. Đó. Vậy thì giờ cần ngồi thì chúng ta ngồi, nhưng mà giờ xả thiền để sinh hoạt thì chúng ta cũng thiền trong sinh hoạt. Cho nên thiền là một cách sống an lạc, tỉnh thức. Lục Tổ ngày xưa, Ngài thấy chư Tăng ngồi thiền là Ngài quở. Ngài bảo phải thiền trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Đó là chỗ sai biệt giữa định tiểu thừa và định đại thừa. Tiếp theo chúng ta sẽ nhớ những đặc tính quan trọng. Khi tâm không trụ mà biết. Không trụ là sao? Giờ này cái chữ trụ đó là một cái sức mạnh, sức sống của thiền. Cho nên mình không phải biết cái chữ không trụ để viết chính tả bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Hoa, bằng tiếng Ấn Độ, vân vân. Mà không trụ này phải biết bằng cách dụng công. Đó. Ba cái không quan trọng chính là không trụ, không niệm, vô trụ, vô niệm và vô tướng. Đó là ba cái không rất là quan trọng. Bên cạnh có 11 loại không, có 20 loại không, vân vân, còn hơn thế nữa. Nhưng mà cái quan trọng của nhà thiền là không trụ, không niệm và không tướng. Khi tâm không trụ, mình sẽ nói vì không trụ cho nên không biết, phải vậy không? Không trụ mà biết thì đâu thể đồng với định tánh thanh văn. Mà nếu không có chỗ trụ thì đâu luận xứ sở. Không có chỗ trụ thì đâu có xứ sở. Chừng nào trụ mới có xứ sở. Khi tâm chúng ta không trụ mà biết. Đặc tính thứ hai, tức là tâm sẽ yên lặng mà biết, chứ không phải trong cái yên lặng đó mà mê biết. Rõ ràng như vậy, làm sao mà đồng với thanh văn là quên hết tất cả. Đó, chúng ta nhớ ha, không có quên hết tất cả. Ở trên là không luận xứ sở, có nghĩa là không phải trụ là dính mắc một cái cảnh giới nào. Đó. Và ở đây không trụ đó là không phải mê. Và thứ ba, biết nhưng không trụ trước nên nói không có xứ sở. Không có xứ sở, đây cũng đồng với cái phần thứ nhất đã giải thích. Như vậy, người tu tập theo thiền này, có nghĩa là thiền định của thiền tông, không còn sợ ngồi thiền mà biết tất cả. Tại sao giải thích chỗ này? Vì có một số thiền sinh tu trong thiền viện, khi ngồi thiền tâm lặng lẽ, cái gì xảy ra chung quanh cũng biết, rồi phát sợ cho rằng tu như vậy không tiến. Đó, đôi khi một số người ở trong chúng một thời gian muốn rời khỏi chúng, nhập thất, ở một nơi vắng vẻ. Nhưng chúng tôi sẽ tâm sự kể cho quý vị nghe chuyện đi cầu, cũng như là tiến tu và lầm đường. Và Hòa Thượng cũng kể chính cái lầm đường của mình nữa. Khi ở trong thiền viện mà ngồi thiền tâm lặng lẽ thì chung quanh vẫn có khi có những người vẫn làm công tác, vẫn hoạt động. Cái gì xảy ra chung quanh cũng biết. Đôi khi tiếng trẻ củi, đôi khi tiếng kêu cửa chẳng hạn, thí dụ ở thiền viện tiếng chuông điện thoại reo chẳng hạn, rồi phát sợ cho rằng mình tu sai rồi, mình tu không có kết quả, cho nên cái gì xảy ra chung quanh sao cái gì mình cũng biết như thế này, vậy là tu không tiến. Đó,
Vậy cái gì xảy ra chung quanh đều phải biết. Biết mà không để tâm phân biệt, đó là chuyện quan trọng. Giống như khi mình ngồi học, có những huynh đệ tắt phone, nhưng mà có nhiều huynh đệ không tắt phone thì sao? Chuồng rèo. Thì mình có nghe không? Mình vẫn nghe, nhưng cái nghe này mà gọi là nghe trong định, trong tuệ, thì không để tâm phân biệt, phàn nàn, chê khen trước cái sự kiện đó. Ấy mới là sống với cái hiện hữu. Và ở đây phải hiểu kỹ sự khác biệt giữa định của hàng thanh văn và định của đại thừa của thiền tông, để khỏi lầm lẫn trong khi tu. Ở đây chúng tôi nhớ Hòa Thượng có tâm sự câu chuyện khi tu. Thầy muốn tiến cho nên mới lên Bảo Lộc, lên Plau và cất một cái thiền thất. Thật ra thầy không có cất đâu, mà Phật tử ủng hộ để thầy có một cái thiền thất ở trên khu vực Phương Bối Am với Hòa Thượng Lan Hồng. Và khi tu như vậy mình cứ tưởng nó sẽ lặng lẽ êm ả, nhưng thưa đại chúng, ở trên cao thì cái con đường đó là con đường của chuyển cải rau từ trên Đà Lạt đi về thành phố để tiêu thụ. Và xe tải chở như thế nào? Có phải một hai chiếc không? Không, suốt đêm, buổi tối xe mới đi, để cho đừng có ùng tắc với lại cái sinh hoạt của người dân. Cho nên trời càng yên, càng tối thì những cái tiếng xe vận tải chuyên chở hàng hóa từ Đà Lạt xuống thành phố và trên thành phố đưa hàng lên trên khu Di Linh, trên khu Bảo Lộc, rồi lên trên ngay Đà Lạt, rần rần suốt đêm, ầm ĩ suốt đêm. Thì thầy thấy chạy đâu? Con người có là có sinh hoạt là có ồn ào. Và một câu chuyện rất là thật và không dễ gì chúng ta biết. Có một sư cô cũng là con cháu của quý hòa thượng ở thành phố, nhưng mà vì lúc đó sư cô ham tu cho nên về nương Viên Chiếu. Lúc đầu chúng vắng vẻ, nhưng mà dần dần đạo tràng hưng thịnh, chúng đông đảo, thì ni sư không thích ở trong chúng nữa, mới là xin rời khỏi chúng. Vì chung quanh khu vực của Viên Chiếu có những cái ngọn núi, những dãy núi để kết nối với lại Bà Rịa Vũng Tàu. Thế là sư mới chọn một cái ngọn núi cũng gọi là danh tiếng, núi Vinh, để mà cất một cái chòi lá để tu. Và khi cất chòi lá tu rồi thì nó có đi chung với cái đời sống thường nhật không? Ai mua gạo, ai đi chợ, ai cung cấp nước? Ở trong chúng mình không thấy đó là những điều phải bận tâm. Tại vì nấu ăn có ban ẩm thực, nước non có ban bảo trì, chúng là người phục vụ. Hằng ngày sư lãnh một cái nhiệm vụ là lặt rau cho chúng. Cứ ngồi rau vào, cứ ngồi thiền một mình đó, ngồi lặt rau. Khi nào tới giờ nghỉ công tác thì nghỉ, còn lại chúng nhỏ vô làm. Mình thấy có vẻ dễ dàng, không có vấn đề. Tại sáng là ban rẫy sẽ rất sớm, xả thiền xong là ra ngoài rẫy, cắt rau đem vào. Ăn xong xuống là có sẵn làm, không thấy cái nhọc nhằn của đời sống. Nhưng khi ở riêng rồi thì ai mua gạo, ai lo cho nước của đời sống? Thế là sư ra ngồi ở phía trước thất của mình á, mới kiếm mấy cái chú thanh niên trẻ mới giúp được chứ. Để giúp đi rừng đốn củi đem về bán. Thì trên đường đi qua đi lại giúp sư đời sống.
suy nghĩ một cách thanh tịnh, nhưng đời không thanh tịnh. Thế là có những chú lúc nào cũng ngồi trước cái thất của sư, là sư thấy bất ổn rồi, thế là dẹp tiệm chạy về chúng không kịp. Cho nên chúng tôi mới muốn nhắc nhở rằng đừng tưởng lầm, hãy chân thật nhìn đi, đời sống của mình ra thất có phải là nhẹ nhàng không? Bản thân chúng tôi cảm nhận ngay ở viên chiếu khi nhập thất, chúng tôi vẫn bận hơn là khi chúng tôi ở ngoài. Ở ngoài tuy là có công tác của chúng tôi, Hòa Thượng phân công là thi khách, khách đến tiếp, giảng đạo cho họ, giới thiệu sinh hoạt của chúng, sắp xếp cho họ tu, sắp xếp cho họ theo thời khóa của chúng. Nhưng mà giờ làm có giờ, và mình cũng có thể điều tâm dễ dàng. Và bên cạnh những việc phục vụ bình dân, bình dị, bình thường, sẽ có chúng phụ mình tay. Nhưng vô nhập thất mình phải làm hết, tất cả làm hết luôn, cả nhập thất cũng phải quét dọn chung quanh khu vực của mình, lá rụng làm vệ sinh chung cho khu vực thay phiên nhau, mình cũng phải làm tất cả. Thời gian cũng không phải là nhàn hạ hơn ở ngoài đâu, tưởng như vậy chứ không phải. Thì thưa đại chúng, xin kể quý vị nghe như vậy để chúng ta hãy tu tại chỗ với cái nỗ lực của mình, cái tỉnh thức của mình. Và câu hỏi kế tiếp, hỏi người ngộ lý dứt vọng thì không kết nghiệp, sau khi mạng chung linh tánh sẽ nương vào đâu? Đây là một cái đặc tính mà chúng tôi thấy chúng ta tại Thiền viện Vô U, những vấn đề quan trọng trong đời sống hầu như mỗi bộ kinh sẽ cho chúng ta những cái khái niệm, những cái nhìn trí tuệ khác nhau, nhưng mà bổ sung tổng hợp lại cho chúng ta. Vừa qua chúng ta học ở trong Vạn Pháp Quy Tâm cũng nói đến chỗ mà luân hồi sanh tử, cái lúc mà thần thức, cái thân, xác thân coi như là xả rồi, cái mạng sống tới đó là chấm dứt rồi, thì như thế nào? Thì hôm nay chúng ta nghe ở nguồn thiền trình bày. Ở đây là người ngộ lý dứt vọng. Khi nào chúng ta ngộ được chân lý á, lý là cái lẽ thật, rồi mà cái lẽ thật đó là phải dứt vọng. Mà khi dứt vọng thì sao? Tâm lặng lẽ, tâm như như, sẽ không kết nghiệp, có nghĩa là không còn tạo nghiệp. Vậy lúc đó mạng chung là mất đó, thì cái linh tánh là cái tánh mà sáng suốt, linh thông màu nhiệm nè, sẽ nương vào đâu, đi đâu? Cái phần tâm linh của mình á, cái người chết sẽ đi vào về đâu? Câu này là cái nghi chung của đại đa số người. Có người hỏi chúng tôi, người tu tịnh độ chết về cực lạc, quý thầy tu thiền chết về đâu? Trước khi trả lời câu này thì chúng tôi sẽ hẹn quý vị trong buổi học tuần sau để học được trọn vẹn. Tịnh độ chết sẽ sinh về cực lạc. Nhưng mà thưa đại chúng, có phải tất cả mọi người đều sinh về cực lạc không? Không, phải những người biết dụng công, phải tha thiết thực hành. Mà cái phương pháp thực hành phổ thông của pháp môn tịnh độ là niệm Phật. Và niệm Phật muốn cho có kết quả tốt đẹp là phải nhất tâm bất loạn. Còn cái chuyện mà niệm 10 niệm cũng rất quý, tại vì dễ giữa lúc mà bối rối lo lắng như thế mà nhớ mà tin niệm Phật cũng rất quý. Nhưng mà đó là trạng thái của đới nghiệp vãng sanh, vẫn mang nghiệp theo để sanh về cõi Phật rồi tiếp tục tiến tu. Vậy
tu thiền thì sao? Sẽ về đâu? Bây giờ cứ lộ bí mật chút xíu đi nha, ha, rồi tới thời gian không đủ thì ngừng. Rồi, chết đi về đâu đây? Chúng ta nghe Ngài Khuê Phong đáp: tất cả chúng sanh đều có tánh giác, mà tánh giác này linh minh không tịch. Có nghĩa là linh minh là sáng suốt, mà không tịch là rỗng lặng. Rỗng lặng và sáng suốt không khác với Phật. Cái tánh giác của tất cả chúng sanh không khác với Phật, mà chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ, chưa từng thấu hiểu. Tất cả chúng sanh đều có tánh giác và chưa từng thấy, để chưa từng biết, chưa từng thấy, chưa từng hiểu để dụng công. Đó, cho nên sẽ vọng chấp thân là tướng của ta, cho nên sanh tình yêu ghét, vân vân, theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh già bệnh chết, luân hồi nhiều kiếp. Đó, đó là phần cái người chưa từng liễu ngộ, có nghĩa là vô minh. Và vì vô minh cho nên thay vì biết cái tánh giác hiện tiền và xung la vạn tượng cho đến thân tâm của mình, cho đến tất cả đều từ tánh giác, từ chân tâm lưu xuất, thì không biết, mới vọng chấp cái thân này là mình, rồi từ đó sanh tình yêu ghét. Mà khi có yêu ghét rồi thì sẽ có tạo nghiệp. Yêu ghét là phân biệt, phân biệt sẽ tới tạo nghiệp, và tạo nghiệp rồi thì sao? Sẽ thọ báo, có nghĩa là nhận quả báo. Và cái quả báo căn bản là sanh già bệnh chết, để luân hồi nhiều kiếp, không có ngày coi như bao giờ dừng nghỉ cái chuyện luân hồi này. Nhưng giác tánh trong thân chưa từng sanh tử, như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường. Cái thí dụ này chúng ta dễ hiểu chưa? Khi chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy bị xua đuổi, tuy là mình thấy như vậy nhưng mà thân mình có bị xua đuổi không? Không, mình vẫn nằm yên trên giường. Để muốn nói lên cái gì? Muốn nói lên cái giác tánh chưa từng sanh tử nè. Mình không nhận được, mình lại chạy theo những cái tình thức phân biệt đó mà tạo nghiệp. Vốn từ vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi. Tánh giác là cái vô sanh, mà hỏi chỗ nương gửi thì làm sao trả lời? Nghĩa là sao? Thường chúng ta đặt câu hỏi đó, chết đi về đâu á, nhưng mà chúng ta không biết rằng chết là chết cái gì? Chết cái thân tứ đại, cái gọi là vọng chấp để có cái thân đó thôi. Chứ thật ra cái thân đó là huyễn hóa không thật, nó vốn vô sanh. Những cái điều này thưa đại chúng không phải dễ mà chấp nhận đâu. Nó lại tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến cũng không đi đâu. Cái tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết chỉ cho cái gì? Chỉ cho tánh giác. Nếu chúng ta ngộ được cái tánh giác này chính là chân tánh, tức là cái tánh chân thật, thì không nói đi đâu và đến đâu, vì chân tánh trùm khắp. Trùm khắp thì đâu có đi đâu đến đâu. Mình sở dĩ đi có đến là vì sao? Vì mình nhận một cái bé nhỏ huyễn hóa. Còn ở đây khi chúng ta nhận một cái trùm khắp
và bất sanh bất diệt thì không có đi đâu và đến đâu cả. Mà nói đi đâu là có chỗ nơi nhất định. Chúng ta tu, đặt lại vấn đề để chúng ta thấy mình lầm. Chúng ta tu thì mong được cái gì? Mong được niết bàn vô sanh. Mà chúng ta lại nghĩ đến cái gì? Chúng ta nghĩ có chỗ để sanh. Cho nên đây là cái mâu thuẫn, đây là cái vô minh mà chúng ta chưa thấy sự vô minh của mình. Mâu thuẫn tại chỗ dốt của chúng ta. Dốt có nghĩa là vô minh, chưa hiểu. Hễ tu là mong đời sau giàu sang để hưởng sung sướng, phải vậy không? Hầu như nếu mà không phải là được học và dụng công một cách rốt ráo, chúng ta đều mong đời sau con sẽ đẹp hơn, đời sau con sẽ giàu hơn, đời sau con sẽ lanh lẹ sáng suốt hơn, vân vân. Mình mong một cái giàu sang, hạnh phúc, phước đức cho kiếp sau. Tu mà không nói sanh về cõi nào thì có vẻ buồn lắm, mà quên mất cái chủ yếu của đạo Phật dạy mình tu để làm gì? Để dứt sanh tử luân hồi. Thì ngay cái điểm quan trọng này, chúng ta thật thà để thấy rằng nếu chúng ta chưa đủ lòng tin thì chúng ta phải sẽ bổ sung để tăng cường cái hiểu biết để không còn mê lầm nữa. Chủ yếu của đạo Phật tu là để dứt sanh tử, mà nếu còn mong có đời sau, có chỗ sanh, tức là còn tiếp nối dòng sanh tử. Và người đặt câu hỏi tu thiền chết sanh về đâu thì người này chứng tỏ họ chưa hiểu gì về thiền. Vì thiền chính là tu để dứt sanh tử. Vì thiền là để chúng ta giác ngộ cái vô sanh, để giác ngộ cái chân tánh thanh tịnh trùm khắp, bất sanh bất diệt, nhận được cái chỗ quan trọng đó, chứ không còn chấp thân tứ đại huyển hóa này là mình, và chấp cái tâm vọng tưởng trụ nơi sáu trần chính là tâm mình nữa. Thưa đại chúng, cái căn bản là như vậy. Và để cũng nhân duyên để chúng ta hiểu một phần, và cái phần kế tiếp là có người thắc mắc rằng người tu tịnh độ nếu chưa hết nghiệp thì đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp về cực lạc tu tiếp. Nhưng mà chủ quan là cực mang nghiệp sẽ về cực lạc, nhưng chúng tôi muốn nhắc rằng điều này cũng là điều có thể, nhưng với điều kiện mình phải biết tu. Muốn về cực lạc mình phải thường niệm Phật, nhớ Phật, nhất là những lúc quan trọng xả bỏ cái báo thân này. Nếu chúng ta không nhớ Phật mà chỉ quanh quẩn buồn khổ tiếc nuối hiện tại thì cũng khó mà đi về cực lạc. Đó, nhắc như vậy không phải bác bỏ pháp môn, mà nhắc để những vị hành giả của pháp môn tịnh độ nỗ lực hơn cái lúc cần dụng công. Còn người tu thiền nghiệp chưa hết thì chết phải làm sao? Tới đây thì thật sự dừng để hẹn buổi học kế tiếp. Và chúng tôi muốn nhắc đại chúng câu chuyện mà hôm buổi Chủ nhật chúng ta đã dẫn chứng về vấn đề luân hồi sanh tử không dừng nếu chúng ta chạy theo cái tâm phân biệt vọng tưởng tạo nghiệp. Câu chuyện của một cái gia đình khi người vợ cả không có sinh con được, và người mẹ chồng muốn con mình bước thêm bước nữa để có con cháu nối dõi tông đường. Đó là cái quan niệm của thế gian.
thì cái người vợ cả đầy lo lắng, vì nếu có một cô vợ thứ hai bước vào gia đình chắc chắn sẽ có nhiều ưu điểm hơn mình. Và vì thế nên cô trước nhất là cản trở, nhưng mà cái việc đó không thể cản trở cái sự sắp xếp của bà mẹ chồng, cho nên cô lại đi thêm một bước là chính cô đi tìm người làm vợ hai của chồng mình. Và khi mà tạo được một cái tình cảm tốt đẹp như vậy thì cô cũng đồng thời dặn dò, khi nào mà em có em bé hãy cho chị hay, chị sẽ chăm sóc cho em. Nhưng mà ngược lại, thật tâm của cô là làm cho cái cô vợ đó đã 3 lần sảy thai. Chúng tôi nhắc cái đó để trong buổi học hôm qua chúng ta chưa thấy hết cái nguy hại của chuyện mà khởi niệm oán thù. Đầu tiên là ai tạo nghiệp để mà sát hại những đứa con trong bụng của người vợ hai? Và khi sát hại như vậy thì người vợ hai cũng chết. Cho nên mới oán thù, mới nói rằng tương lai đời sau sẽ giết con của chị. Cho nên đầu tiên là ai chúng ta theo dõi, để chúng tôi muốn nhấn mạnh khi chúng ta còn khởi niệm phân biệt, có khi chúng ta sẽ bị hoàn cảnh đẩy chúng ta tạo ác nghiệp, khổ đau. Đó, câu chuyện lặp lại với cái mục đích như vậy. Hai người vợ, người vợ cả tạo nghiệp để giết con của người vợ hai. Và trong một lần thứ ba đó luôn người vợ hai cũng chết. Cho nên mới có cái lời thề sẽ trả thù. Con chị mà sinh ra sẽ giết hại trả thù. Thế là đời sau người vợ cả xin làm cái gì? Xin làm con gà. Thì người vợ hai xin làm con mèo. Thì bắt đầu bước một, bước một là người hiền lành mà bị sát hại, bây giờ sinh làm con mèo thì bắt đầu sát sanh để hại cho con gà. Con gà sanh bao nhiêu cái trứng thì con mèo canh ăn hết trứng của con gà. Vậy con gà có bất mãn không? Rất bất mãn. Cho nên bà vợ cả lại trong cái kiếp thứ ba thì liền phát nguyện phải trả thù, sanh thành con gì? Bèo. Sanh bằng con bèo. Và cái bên này sanh làm con gì? Con nai. Con nai. Thế là con bèo bắt đầu giết hại con nai hiền lành. Rồi cái con nai này có chịu thua không? Thề tiếp. Cho nên từ cái hiền lành của một con nai, bây giờ bắt đầu làm quỷ dạ xoa. Đó, để chúng ta thấy bắt đầu là một người hiền mà mình không khéo oán thù. Và đây là chỗ nhắm của chúng tôi để nhắc nhở huynh đệ chúng ta. Không khéo oán thù, oán thù, gọi là lấy oán trả oán, thì con người hiền lành của chúng ta không đi được con đường lành mà sẽ bị lôi cuốn vào con đường ác. Và trong cái kiếp đang kể đó, để gặp được Phật, để chấm dứt cái con đường oán thù, ân oán đền trả như vậy, thì trong cái kiếp mà người vợ hai làm quỷ dạ xoa, thì một hôm bà vợ cả đang làm kiếp gì? Người. Và người vợ cả trong kiếp này có quy y Phật không? Nương tựa Phật. Lý do là vì con quỷ dạ xoa này ăn thịt con của mình. Thì khi thấy được, người vợ cả mới kể cho chồng nghe. Và sau thì đã đến quy y Phật và xin Phật giúp cho chuyện này. Thì lúc đó Phật mới hóa giải bằng cách là bảo hãy quy y. Và đối với quỷ dạ xoa thì khuyên cái người này hãy nuôi dưỡng cho nó, vì khi mà vâng lời quy y Phật rồi, quỷ dạ xoa đã khóc
từ nay con đi tìm thức ăn càng khó khăn hơn. Vì lúc trước tìm thức ăn bằng cách sát sinh, bây giờ quy y Phật không được sát sinh thì đầy khó khăn. Cho nên Phật dạy hãy cúng dường, gọi là cung dưỡng cho muôn loài. À, thì câu chuyện kết thúc bằng cách là từ đó quỷ Dạ Xoa vâng lời Phật, và đã dừng cái tâm mà gọi là quán thù tiếp nối như vậy, cho nên đã chứng quả, chứng sơ quả. Chứng sơ quả, không còn đi theo cái con đường vô minh tạo nghiệp. Mình hiểu là như vậy. Chứ sơ quả giống như bước đầu thôi, chưa phải có được cái thần lực gì tốt đẹp. Khi nghe Phật đọc Pháp Cú với hận diệt hận thù, đời này không có được, không thể làm được lấy cái hận thù để mà diệt hận thù, không thể có được như thế. Mà không hận thù, diệt hận thù, đó là định luật ngàn tu. Đó, và sau đó thì con quỷ Dạ Xoa đó đã về ở trong nhà của cái người đàn bà mà vốn là bà vợ cả, cho về nhà nhưng mà ở trên cây kèo giữa, và lúc nào cũng nuôi bằng loại cháo ngon. Nhưng mà đâu có hài lòng đâu, vì cái sinh hoạt của trong nhà, mùa đập lúa mái đập vọt lên vọt xuống, Dạ Xoa sợ mái đập vào đầu cho nên dời chỗ chứ không muốn ở. Rồi đến cái chỗ đập lúa thì cũng phàn nàn, rồi đến ra chỗ giếng nước cũng phàn nàn, cho đến vào lò bánh mì kho phân đóng tro, cuối cùng ở ngay cổng làng cũng càm ràm cằn nhằn. Đó, thì thưa đại chúng, và cuối cùng thì sao? Cuối cùng nhờ cái có những cái, tới đây mình có ngạc nhiên không? Tại sao lại có những thần thông để biết trước? Chúng ta thấy mỗi loài nó đều có những cái nhanh nhạy khác nhau. Cái thí giống như con chó thì có thể nghe xa thì nó cũng hơn mình. Hay là cái con gì mà ban đêm đó, con dơi, nó có thể ban đêm không thành cần ánh sáng, và nó có thể bay tránh hết những cái vật nó không đụng. Nó có những cái căn tánh linh khác nhau, lanh lẹ khác nhau. Thì quỷ Dạ Xoa này cũng có cái lanh là biết về thời tiết, cho nên dặn phải trồng, năm nay mưa nhiều, trồng trên đất cao, rồi có khi phải trồng sớm, có khi phải trồng muộn, thì cuối cùng lúc nào cũng trúng mùa. Thì được cái gia đình mà vốn là người vợ thứ nhất cung cấp rất là đầy đủ phước đức. Và trong dân làng thắc mắc khi thấy cái người này luôn luôn trúng mùa, được kể một cách thật thà tại sao được như vậy, thì mọi người lại cùng nhau ủng hộ cho cái vị quỷ Dạ Xoa đó. Cho nên chúng ta lại thấy được một cái đặc điểm là khi mà chúng ta chuyển nhân thì quả chúng ta sẽ được chuyển. Chuyển nhân quả sẽ được chuyển. Nếu tâm chúng ta có một sự tích cực, có một sự đóng góp và có hiệu quả, thì dĩ nhiên cái quả báo tự nhiên nó cũng sẽ đến với mình. Chúng tôi ôn lại câu chuyện đó để biết trong cái dòng luân hồi sanh tử, nhân quả là cái căn bản để cho nó vẫn thay đổi vô thường, mà mọi người tạo nhân nào sẽ gặp quả báo đó. Tuy vậy nhân quả sẽ không cố định và sẽ thay đổi. Và cái rốt ráo an lạc nhất chính là thấy được cội gốc vô minh để nhận được chân tâm Phật tánh của mình. Để từ đó cũng trong cuộc sống mà mình sống với chân tâm Phật tánh, sống với cái năng lực lành thiện, thì sự an vui nó sẽ có ngay
hiện tại cho đến tương lai. Xin kết thúc buổi học như vậy, và không quên nhắc nhở cái rốt ráo tu hành của chúng ta là thành Phật, giải thoát sanh tử. Sống với chân tâm là nhân, và giải thoát là quả. Nhưng giải thoát của nhà thiền không phải đi đâu mà vẫn sinh hoạt, mà không bị, không trụ, không bị các duyên trần tạo nghiệp, xúc tác để tạo nghiệp, để khổ đau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúc tất cả đại chúng cố gắng nỗ lực tiến tu. Trong bài học thời gian gần đây, hai điều phải giác ngộ là các pháp vốn là huyển hóa, và điều giác ngộ căn bản chủ yếu của thiền tông là tin nhận chân tâm trùm khắp, bất sanh bất diệt mà mỗi chúng ta đều đang có. Và chân tâm đó vốn không hình tướng, nhưng mà chúng ta tin rằng đang có, không phải tin ai mà tin bằng con mắt trí tuệ mình qua những diệu dụng của chân tâm. Chúng ta sống với chân tâm, và trong khi sống là cũng điều phục, đoạn trừ, diệt tận hết những tập nghiệp vô minh. Đó, khi mà biết việc phải làm rồi thì tin chắc rằng đại chúng sẽ từng bước thành tựu tốt đẹp con đường an lạc giải thoát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não, cực lạc đâu nào tách thế gian. Khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh, tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an. An nguy cũng đều do tâm cả, đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc, an lạc không lìa sự khổ đau. Khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát, an lạc là đây ở điểm nào.
đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm hãy gắng gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này, an lạc là đây.